Clip đặc biệt, hôm nay Quyền DZ sẽ show mặt người yêu, và cùng người yêu xong kiếm hợp bích để lấy top 1, danh đầu mùa cực kỳ căng thẳng, clip gồm 2 trận, anh em hãy cùng mình xem hết video nhé. Trận đầu tiên, chạm mặt các quân đoàn lớn trong lúc leo rank và cái kết. Hôm nay mình giới thiệu anh em một tựa game được thiết kế bởi Cốt Truyện Bài Viết Ngọc Rồng, tặng 1 triệu ngọc xanh cho người chơi mới. Ngoài việc được tặng 1 triệu ngọc xanh thì mình còn có thể nhận được đệ tử miễn phí. Bây giờ thì hãy cùng mình để đi mua sắm những vật phẩm mới lạ nhé anh em. Đấy, mình gặp NPC và sẽ chọn mua bông tai Borata này. Thì anh em thích mua cái gì cũng được. Khi anh em chơi ngọc rồng Green thì anh em được tặng ngọc hoàn toàn miễn phí nên anh em mua cái gì cũng được. Đấy, người chơi mới được tri ân rất là nhiều. Giờ thì mình sẽ đến với cửa hàng Santa. Đấy, ở đây có rất là nhiều cải trang và những phụ kiện cần thiết khi anh em chơi ngọc rồng Green. Đấy, hiện tại trong shop thì có vật phẩm lúa vàng, vật phẩm capsule hồng ngọc. Những vật phẩm trên cần có để tham gia sự kiện nha anh em. Ngay bây giờ thì mình sẽ test luôn cái sự kiện hè cho anh em cùng xem nhân phẩm của mình nhá. Đấy, giờ mình sẽ đổi xem thử mình được cái gì trong sự kiện hè này đây. Đấy, mình quá trời item, quá trời cải trang luôn. Thì vừa rồi mình vừa nhận được một con bét anh em ạ. Đấy, những con bét này cực kỳ ngon và chỉ có trong sự kiện thôi. Đây là anh em nào đang muốn bắt đầu thì hãy lên trang chủ game, tải game về trải nghiệm cùng mình nhé. Game còn có cửa hàng hồng ngọc với rất nhiều cải trang đẹp mắt và phụ kiện hấp dẫn. Đó, nãy giờ thì mình có review sâu về game, còn rất nhiều tính năng hay và nhiều cái mới lạ chờ anh em vào game trải nghiệm. Thì anh em hãy lên trang chủ nrogreen.com để tải game về nhé.
Trận 2, địch bao vây tứ phía và cái kết. Và đây là mặt của người yêu mình. Xinh gái không anh em? Thôi clip tạm dừng tại đây, anh em nhớ ủng hộ mình một like nhé.